Thưa quý vị, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an triệt phá thành công một chuyên án ma túy cực lớn, trong đó có các loại ma túy mà các đối tượng mua bán vận chuyển là ma túy nước vui, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp, tổng khối lượng là 180 kg. Cuối tháng 12 năm 2022, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia, móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ. Ngay sau đó, lực lượng công an đã phối hợp đấu tranh làm rõ từng thành viên trong đường dây tội phạm trên. Sau hơn 6 tháng theo dõi, đeo bám các đối tượng, các đơn vị đã tiến hành đột kích các điểm ở Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt bắt giữ 6 đối tượng liên quan. Đồng thời thu giữ tang vật gồm 114 kg ketamin, 68 bánh heroin, 25.000 viên thuốc lắc, 12 kg methamphetamin, 2 kg nước vui, 3 xe máy, 1 ô tô. Tổng số ma túy thu giữ là 180 kg. Ba bị cáo gồm Bùi Thanh Sang, Nguyễn Anh Hào cùng chú tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An và Nguyễn Văn Hữu Nhơn, chú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm liên quan đến vụ vận chuyển hàng cấm. Theo cáo trạng, vào ngày 19 tháng 12 năm 2022, Sang vận chuyển thuê số thuốc lá cho một người không rõ lai lịch với số lượng gần 3.000 gói thuốc lá hiệu Z và Hero từ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đến giao tại tỉnh Vĩnh Long với tiền công là 1,2 triệu đồng. Sau đó, Sang giao xe ô tô cho Nhơn điều khiển chở Hào cùng số thuốc lá trên trở về Vĩnh Long với số tiền công là 800.000 đồng. Khi xe chạy đến đoạn thuộc phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Sang 18 tháng tù giam, Nguyễn Anh Hào và Nguyễn Văn Hữu Nhơn mỗi bị cáo 12 tháng tù giam cùng với tội vận chuyển hàng cấm. Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra, truy xét những người liên quan đến vụ nghi nổ súng trong khu dân cư trên đường Trần Văn Dầu, xã Phạm Văn Hai do mâu thuẫn khiến nhiều người hoảng loạn. Trước đó, hàng chục người chở nhau trên xe máy, cầm theo hung khí chạy vào khu vực trên, sau đó thì có nhiều tiếng nổ lớn như tiếng súng. Công an huyện Bình Chánh tiếp nhận thông tin đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều vỏ kim loại nghi là vỏ đạn. Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong mua bán đất đai. Công an đã khoanh vùng được những đối tượng nghi vấn và đang tập trung truy xét để xử lý nghiêm theo quy định. Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết vào khoảng 18 giờ ngày 28 tháng 5, tổ công tác gồm Đại úy Phạm Tùng Sơn và Thượng úy Lò Xuân Thành, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Than Uyên đã cứu sống cháu bé bị đuối nước. Thời điểm trên, hai cán bộ công an đang trên đường đi tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng VNEID. Khi đến khu 8 thị trấn Than Uyên đã nghe thấy tiếng khóc thét của trẻ nhỏ và phát hiện một cháu nhỏ đang vùng vẫy dưới ao sâu. Ngay lập tức, hai cán bộ vượt rào chắn bằng thép gai ở bờ ao, kịp thời cứu và đưa cháu bé lên bờ an toàn. Sau đó, hai cán bộ đã liên hệ với người nhà và bàn giao cháu bé cho gia đình.